accident, incident, and complication. Muốn phân biệt được ba từ này, đầu tiên chúng ta cần phải hiểu định nghĩa. Nghĩa accident là một sự tồi tệ xảy ra, không được dự định trước do chính bạn hay bởi sự tình cờ ngẫu nhiên, và nó thường làm hư hỏng hoặc làm cho ai đó bị thương và thường xảy ra ngay trong cuộc mổ. Còn incident là một sự kiện, một điều gì đó xảy ra một cách bất thường, khiến ta khó chịu, có thể xảy ra trong hoặc ngoài cuộc mổ. Complication là những sự vật, sự việc phát sinh thêm trong một quá trình bệnh, phẫu thuật, làm cho bệnh càng thêm phức tạp, nặng nề hơn. Qua định nghĩa, ta thấy complication nó đã quá rõ khác. Vậy hai cái còn lại là accident và incident khác nhau ở điểm nào? Ta đi phân biệt, bao gồm có accident là nói đến tình huống, một sự việc rất cụ thể. Incident là nói đến sự cố, sự việc chung chung. Accident ta dùng khi nói về sự kiện, tình huống rất là xấu, mà nó gây ra bởi sự sai sót của chúng ta hay bởi sự tình cờ ngẫu nhiên nào đó. Và thường, các kết quả của accident đều gây ra thương tích hay sự phá hủy nào đó. Incident ta dùng khi nói về một sự kiện chung, cho dù tốt hay xấu, lớn hay nhỏ, có ý định hay không có ý định. Và thường, các kết quả của incident không bắt buộc phải là có hậu quả xấu. Và đặc biệt, all accidents can also be derived as incident, có nghĩa là tất cả các tai nạn đều là sự cố. Và not all incidents are accidents, nhưng không phải tất cả các sự cố đều là tai nạn. Ta có ví dụ như accident là bác sĩ đang mổ thì bệnh nhân thức do lượng khí gây mê chưa đủ sâu dẫn đến tình trạng bệnh nhân quá đau và rơi vào trạng thái sốc. Còn incident là bác sĩ đang mổ thì cái đèn bị hư. Nói tóm lại, accident là những tai nạn ảnh hưởng đến bệnh nhân trong cuộc mổ. Incident là những sự cố trong hay ngoài cuộc mổ dẫn đến khó khăn cho bác sĩ phụ trách mổ. Còn complication là những biến chứng sau mổ. Cảm ơn các bạn và thầy đã lắng nghe.